quang âm chi ngoại nhĩ căn còn sống nghe chọn bộ tại mê truyện audio com các huynh đệ tỉ muội về nhà tựa đề duyên khởi tiên ma nghịch làm bạn mấy chục quý thời gian nhất niệm lý bên ngoài là huynh đệ huynh đệ tỉ muội ta mãn huyết phục sinh a à, đồ ăn đã chuẩn bị về nhà nha hán việt huynh đệ tả muội môn hồi gia liễu tựa đề duyên khởi tiên ma nghịch tương bạn kỷ thập quý quang âm nhất niệm lý chi ngoại thị huynh đệ huynh đệ tả muội ngã mãn huyết phục hoạt lạp phạn thái dĩ bị hồi gia lạp tổng minh trở về tựa đề gặp lại gần 10 năm người ta không quên đi trong nhà đèn đã bày ra trông mong huynh sớm ngày về nhiệt liệt hoan nghênh khói bụi tổng minh về nhà hán việt tổng minh quy lai tựa đề tương phùng cận thập tái nhĩ ngã bất tương vong gia trung đăng dĩ lượng phán huynh tảo nhật quy nhiệt liệt hoan nghênh yên hôi tổng minh hồi ra chương một còn sống tháng 3, đầu mùa xuân. Nam Hoàng Châu Đông Bộ, một góc. Mù mịt bầu trời, một mảnh xám đen, lộ ra nặng nề kiềm chế, phẳng phất có người đem mực nước hắt vẫy tại trên giấy, mực ngâm thương khung, choáng nhiễm xuất vân tầng. Tầng mây núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, di tán ra từng đạo màu ửng đỏ thiểm điện, nương theo lấy ù ù tiếng sấm. Tựa như thần linh gầm nhẹ, ở nhân gian quanh quần huyết sắc nước mưa mang theo bi thương rơi xuống phàm trần đại địa mông lung có một tòa phế tích thành trì tại bất tỉnh đỏ huyết vũ bên trong trầm mặc không có chút nào sinh khí thành nội tường đổ vạn vật khô bại khắp nơi có thể thấy được đổ sụp ốc xá cùng từng cỗ màu xanh đen thi thể thịt nát phẳng phất phá toái thu diệp im ắng tàn lụi xưa nay rộn rộn ràng ràng đầu đường bây giờ một mảnh hiu quạnh đã từng người đến người đi cắt đất đường, giờ phút này lại không huyên náo. Chỉ còn lại cùng thịt nát, bụi đất, trang giấy sen lẫn trong cùng nhau bùn máu, phân không ra lẫn nhau, nhìn thấy mà giật mình. Không xa, một cỗ không trọn vẹn xe ngựa, hãm sâu tại vũng bùn bên trong, tràn đầy ai lạc, chỉ có càng xe cái trước bị vứt bỏ thỏ từ con rối treo ở phía trên, theo gió phiêu diêu. Màu trắng lông tơ sớm đã thấm thành ẩm ướt đỏ, tràn đầy âm trầm quỷ dị đục ngầu hai con ngươi, tựa hồ lưu lại một chút oán niệm, lẻ loi chơ trọi nhìn qua tiền phương pha tạp hòn đá. Nơi đó, nằm sấp một thân ảnh. Đây là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, quang âm chi ngoại nhĩ, căn dị chất. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nếu như là người sống lời nói, có thể thật là cùng tử quang có quan hệ nhưng cũng có lẽ là một cái bẫy. Hứa thanh mắt lộ ra suy tư, trầm ngâm hắn tại phế tích thành trì những ngày gần đây khắc sâu biết được những cái kia bị thần linh khí tức ô nhiễm hóa thành dị thú tồn tại mỗi một đầu đều hung tàn vô cùng lực đại vô cùng nhưng có lẽ là cấm khu còn không có triệt để hình thành duyên cớ những này dị thú tại ban ngày lúc phần lớn ngủ say trừ phi là như hắn lần trước thu hoạch thẻ tre lúc xâm nhập bọn chúng ngủ say chi địa khu vực bên ngoài bằng không mà nói ngày bình thường cẩn thận một chút cũng không lo ngại. Mà tương đối tại bọn chúng, Hứa Thanh càng cảnh giác chính là người sống, bởi vì một số thời khắc lòng người so hung thú hiểm ác. Thế là suy tư sau, ánh mắt của hắn chậm rãi lạnh lùng, bất kể có phải hay không là người sống, có phải hay không cạm bẫy, một khu vực như vậy hắn đều chuẩn bị lại đi một lần. Chỉ bất quá tiến về lúc cần làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hứa thanh nắm chắc tay bên trong tu hành thẻ tre. Mấy ngày qua này tu luyện thân thể biến hóa để hắn có một chút lực lượng, não hải cũng không khỏi hiện ra thẻ tre nội dung bên trong, trừ công pháp ngoại, đối với tu hành giới thiệu. Tu hành, truyền thừa tại thần linh tàn diện không có đến trước cổ lão tuổi nguyệt. Bây giờ tuy có cải biến, nhưng tổng thể vẫn là kéo dài đã từng thể hệ. Chia làm ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh còn như nguyên anh về sau có lẽ là cảnh giới quá cao trên thẻ trúc không có ghi chép nhưng trên đó lại rõ ràng chỉ ra tu sĩ tu hành bất đắc dĩ bởi vì thần linh khí tức xâm nhập linh năng dùng linh năng bị ô nhiễm loại này ô nhiễm đối với vạn vật tới nói như kịch độc không biết theo thời điểm nào bắt đầu mọi người đem thần linh khí tức gọi là dị chất Hứa Thanh rất rõ ràng, chính mình trước đó tu hành lúc cảm nhận được băng hàn, trên thực tế liền là hút vào linh năng bên trong hỗn hợp dị chất nguyên nhân. Loại này dị chất một khi tại thể nội tích lũy tới trình độ nhất định, liền hội dùng tu sĩ dị hóa, hoặc là chết bất đắc kỳ tử trở thành mưa máu, hoặc là hóa thành không có thần trí dị thú mà thần linh mở mắt nhìn về phía khu vực dị chất nồng độ trong nháy mắt bạo tăng, trên thực tế liền là đem biến hóa này trong nháy mắt ra tốc thôi. Tu hành, tồn tại nguy hiểm. Cũng không đi tu hành, tại cái này tràn ngập thần linh khí tức ô nhiễm mặt thổ thế giới, mọi người tuổi thọ phổ biến giảm xuống, lại bệnh hiểm nghèo phát thêm. Như cùng sống tại cửu u luyện ngục bên trong, gần như không người có thể kết thúc yên lành sở dĩ tu hành liền trở thành không có lựa chọn sau duy nhất con đường thế là vô số năm qua mọi người căn cứ truyền thừa diễn biến ra nhiều đời phương pháp tu luyện bây giờ lưu truyền là hấp thu linh năng đồng thời lợi dụng công pháp đem hỗn tạp tại linh năng bên trong dị chất tách ra áp xúc tại thân thể một cái nào đó vị trí vị trí này được xưng là dị hóa điểm bởi vậy phân ly dị chất tỷ lệ cũng liền trở thành phân chia công pháp yêu khuyết trọng yếu tiêu chuẩn lại gần như tất cả cao phân ly tỷ lệ công pháp đều là bị lớn thế lực hoặc là gia tộc nắm giữ đó là bọn họ trọng yếu tài nguyên điểm này vô luận thần linh phải chăng đến trên thực tế đều là giống nhau mà căn cứ sở tu công pháp khác biệt phân ly dị chất trình độ không giống dị hóa điểm tồn tại khu vực cũng bởi vậy khác biệt nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần tu luyện, liền sẽ có dị chất, liền hội chậm rãi hình thành dị hóa điểm. Mà dị hóa điểm trên lý luận có phải hay không đảo ngược, mặc dù có thể thông qua một chút đan dược đến hóa giải, nhưng cũng chỉ ngọn không trị gốc. Còn như triệt để tịnh hóa dị hóa điểm phương pháp, thẻ tre bên trong cũng nói ra một câu. Tại mặt thổ thế giới bên trong, trừ Nam Hoàng Châu bên ngoài, vẫn tồn tại càng thêm bàng bạc đại lục tên là Vọng Cổ. Nơi đó có nhân tộc khởi nguyên địa, mặc dù cũng tại thần linh khí tức ô nhiễm bên trong, có thể tựa hồ đã tìm được có thể triệt để tịnh hóa biện pháp. Nhưng hiển nhiên loại biện pháp này không thể định lượng, chỉ có cực kỳ tôn quý chi nhân mới có thể được hưởng. Tu sĩ tầm thường, mong muốn không thể cầu, còn như số lượng nhiều nhất đê giai tán tu thì càng là không có khả năng thu được. Mà tán tu công pháp phần lớn tại phân ly trình độ bên trên cực thấp, sở dĩ chẳng những tu luyện gian nan, dị hóa nguy hiểm cũng là lớn hơn. Cứ việc tu hành nguy hiểm to lớn như thế, có thể đối tại đại đa số người mà nói, tu sĩ thân ảnh cũng vẫn là thường gặp. Tỷ Như Hứa Thanh, hắn biết mình bây giờ cũng có thể xem như một cái tán tu. Mặc dù dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, mặt thổ thế giới tu sĩ, mỗi người đều là đi tại một đầu gian nan lại hung hiểm không đường về bên trên, liền như là phàm nhân bơi về phía biển sâu. Chạy về phía kia xa không thể chạm bỉ ngạn. Có thể thường thường còn chưa từng nhìn thấy truyền thuyết bỉ ngạn, liền đã kiệt lực mà chết. Nhưng xóm nghèo lớn lên hứa thanh, khắc sâu biết được một lần xung đột, một trận tật bệnh, đều sẽ để cho người ta mất đi sinh mệnh sở dĩ cùng lúc nào đi lo lắng tương lai dị hóa, không bằng đi lo lắng ngày mai là không còn sống, hứa thanh thì thào, sờ lên ngực vết thương, nhìn về phía khe hở bên ngoài sắc trời. Giờ phút này bên ngoài cự ly hừng đông cũng không xa, gào thét cùng thê lương thanh âm, cũng đều ít đi rất nhiều giống như huyết vũ một mực tiếp tục lại còn không có tìm tới tử quang liền muốn cân nhắc rời đi đi những thành trì khác tìm kiếm dược thảo hứa thanh cúi đầu nhìn về phía mình vết thương bởi vì thần linh khí tức tràn ngập cùng huyết vũ tiếp tục trong thành trì gần như tất cả vật phẩm đều bị nghiêm trọng ô nhiễm dược thảo cũng ở trong đó tài nguyên rất là thiếu thốn hứa thanh đưa tay tại bộ ngực mình vết thương bên trên ấn xuống một cái huyết thủy dịn ra một chút sắc mặt của hắn có chút tái nhợt thở sâu đem áo ra bên trong quần áo cởi theo sau lưng vờn quanh trói chặt miệng vết thương của mình sau hắn treo lên tinh thần yên lặng chờ đợi hừng đông thời gian không dài ngoại giới gào thét cùng thê lương càng phát ra giảm bớt cho đến hoàn toàn biến mất hứa thanh xuyên thấu qua khe hở chú ý tới sắc trời bên ngoài đã tảng sáng căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng giờ phút này là có thể ra ngoài nhưng hắn không có lập tức lên đường, mà là đứng người lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể. Cho đến nổi lên trận trận ấm áp sau, hắn dịch chuyển khỏi ngăn chặn khe hở thạch đầu tạp vật mượn nhờ bên ngoài truyền đến yếu ớt sáng ngời, mở ra da, da của mình túi, chỉnh lý một phen. Và URL bằng window Location, rap window Puppy giới Tác bằng window Puppy giới Tác, Windows, Puppy Tác, Push, zone 7254 x BGSSP 7254 u URL một cái tràn đầy dỉ sắt dao găm bị hắn cột vào bắp chân bên cạnh. Cái kia màu đen nhánh thiết thiêm bị hắn đặt ở nhất thuận tay nhưng cầm vị trí. Còn có một cái đầu rắn bị hắn dùng tê dại bộ bao khỏa, cẩn thận mở ra kiểm tra một chút, lại cẩn thận cất kỹ. Làm xong những này, hứa thanh nhắm mắt lại, mấy hơi thở sau bỗng nhiên mở ra, trong mắt đã bị tỉnh táo thay thế. Hắn phi tốc chui ra khe hở, ở cửa ra chỗ dừng lại. Cảnh giác bốn phía xem xét sau, xác định không ngại, hứa thanh bỗng nhiên sông lên, tại sắc trời dần dần sáng rực bên trong, đến ngoại giới. Hướng về tiền phương mau chóng đuổi theo. Bởi vì huyết vũ không ngừng, tầng mây dày đặc, sở dĩ nơi này hừng đông nhìn không thấy thái dương, lại càng không có mãnh liệt dương quang. Mờ tối thần hy như là một cái dài đầy đốm mồi bệnh nặng lão nhân, kia đục ngầu mục quang, tựa hồ vẫn như cũ lưu lại ban đêm lạnh xương. Mà phun ra khí tức, hóa thành gió buổi sáng, thổi tới mùi vị của tử vong, rất lạnh, rất lạnh. Nếu là không có làm nóng người, bị gió thổi qua toàn thân đều sẽ không tự chủ được phát run nhưng đối với hứa thanh mà nói, thân thể của hắn còn giữ lại trước đó ấm áp, sở dĩ không có bị quá lớn ảnh hưởng. Giờ phút này tốc độ không giảm, thẳng đến hôm qua nhìn thấy tồn tại hư hư thực thực người sống khu vực. Xa xa nhìn lại, trống chảy trong thành trì, hứa thanh thân ảnh như báo, nhảy vọt tại khắp nơi tường đổ phía trên, hành vân lưu thủy không có chút nào dừng lại mà nương theo hắn, là bầu trời bay qua một đám phi điều, chỉ là vị trí của bọn nó rất cao, khó có thể bắt giữ. Phi nhanh bên trong, hứa thanh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phi điều, liếm môi một cái. Hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân, thần linh mở mắt sau, chúng sinh vạn vật bị ô nhiễm, gần như toàn bộ tử vong, cũng đã bao hàm thú loại, có thể duy chỉ có loài chim sống sót nhiều nhất mà những này chim liền là hắn trong khoảng thời gian này đi săn giải đói trọng điểm đồng thời loài chim mặc dù cũng bị vây ở huyết vũ bên trong có thể bọn chúng tựa hồ bản năng có thể tìm kiếm được một chút an toàn che chở điểm như hứa thanh địa động trước đó liền là theo chim tung tích phát hiện loại này che chở điểm trên thực tế cũng không phải tuyệt đối an toàn chỉ là so ra mà nói tựa hồ lại càng dễ bị những dị thú kia cùng quỷ dị chỗ không để ý Hứa thanh những thời giờ này phát hiện hai nơi, một chỗ là hắn hang đá, một chỗ khác thì là phủ thành chủ bên ngoài. Nhưng giờ phút này hắn chỉ là tại bầu trời lướt qua, tự thu hồi mục quang, khóa chặt cái này thành chỉ một chỗ phương vị, càng ngày càng gần. Rất nhanh, hứa thanh tựu tới gần hôm qua chỗ xem khu vực, hắn không có trực tiếp đi qua, mà là lượn quanh một vòng tìm một chỗ cao điểm chú ý cẩn thận leo đi lên sau, hắn nằm xuống, không nhúc nhích, híp mắt lại tận khả năng bất lộ quang mang, chậm rãi cúi đầu nhìn đi qua. Nhìn một cái, hứa thanh trong mắt con người vừa thu lại, hắn lần nữa thấy được hôm qua người kia. Đối phương tựa ở tàn viên bên cạnh ngồi, quần áo chỉnh tề, làn da bình thường. Trọng yếu nhất chính là thần thái của hắn, thân thể của hắn, hắn hết thảy lại cùng hôm qua hứa thanh hy vọng giống nhau như đốt phảng phất suốt cả đêm thời gian đối phương không có nhúc nhích thoáng cái cái này cực không hợp lý đối phương nếu là người sống thành trì trong đêm tối tồn tại nguy hiểm không có khả năng đối hắn nhìn như không thấy đối phương nếu là người chết cái này không có bị ô nhiễm thi thể là những dị thú kia thức ăn tốt nhất sở dĩ đồng dạng không có khả năng tồn tại đến bây giờ hứa thanh trầm mặc nội tâm suy tư sau hắn nằm ở chỗ này không nhúc nhích xóm nghèo lớn lên hắn không thiếu hụt kiên nhẫn thế là cứ như vậy tại sự cẩn thận của hắn ngóng nhìn dưới thời gian chậm rãi trôi qua cho đến buổi trưa đi qua người kia vẫn như cũ không nhúc nhích đã đợi ba canh giờ hứa thanh trầm ngâm sau tay phải nhẹ nhàng nâng lên một hạt cục đá bị hắn nắm trong tay hướng về đối phương chỗ chi địa bắn ra cái này cục đá tốc độ rất nhanh lực trùng kích không nhỏ rơi vào tàn viên chỗ thân ảnh trên thân lúc phát ra phịch một tiếng thân ảnh kia tùy theo lay động lại như thi thể hướng một bên ngã xuống mà tại hắn ngã xuống một khác một tia tử mang tại hắn đã từng ngồi trên mặt đất hiển lộ ra nhìn thấy tử mang trong nháy mắt hứa thanh trong mắt lộ ra tinh quang hô hấp dồn dập hắn tìm những ngày gần đây tìm liền là đã từng nhìn thấy hàng lâm tại trong thành trì tử quang giờ phút này hắn cưỡng ép khắc chế lập tức đi qua xúc động lại chật vật chờ giây lát xác định không ngại sau hắn bỗng nhiên xông ra tốc độ nhanh chóng gần như bộc phát ra toàn bộ lực lượng cả người như một đầu liệp ưng thẳng đến tử quang chỗ cấp tốc đến sau hắn một tay lấy tử quang nắm lên thân ảnh không chút do dự kích xạ dạ rút lui rời xa toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, cho đến thối hậu ngoài 10 trượng hơn, hứa thanh mới thở hổn hển thở phì phò rừng thân, nhìn về phía trong tay nắm lấy phát ra từ quang chi vật. Kia là một mai tử sắc thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, có một loại lóa mắt vẻ đẹp. Hứa thanh trái tim thẳng thắn ra tốc nhảy lên, lúc ngẩng đầu, hắn thấy được kia ngã xuống thi thể, tựa hồ bởi vì đã mất đi từ quang che chở, giờ phút này quần áo mắt trần có thể thấy ăn món làn da cũng chớp mắt trở thành xanh đen. Một màn này, để hứa thanh bản năng đưa trong tay tử sắc thủy tinh, bắt càng chặt, quay người hướng về chính mình địa động, phi tốc chạy. Mà tại chạy không lâu, hứa thanh bước chân đột nhiên đình trệ, thần sắc có chút mê hoặc. Cúi đầu giải khai ra của mình áo, nhìn mình trói chặt ngực. Nơi đó đã không có huyết thủy chảy ra, ngược lại là có trận trận cảm giác nhột hiển hiện hứa thanh hai mắt ngưng tụ xé mở chính mình kéo căng lại vết thương tàn áo nhìn về phía vết thương lúc hắn tâm thần rung động mạnh mẽ hắn nhớ rõ ràng sáng sớm kiểm tra lúc thương thế còn không có khép lại thậm chí biến thành màu đen càng nhiều nhưng bây giờ lồng ngực của hắn vết thương không ngờ khép lại hơn phân nửa biên giới vị trí càng là chỉ còn lại có một đạo cạn vết tích cái này, hứa thanh hô hấp gấp rút, theo sau bỗng nhiên nhìn về phía trong tay tử sắc thủy tinh. Quang âm chi ngoại nhĩ căn trúc. Yên nghỉ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Vật này, hứa thanh trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, não hải hiện ra tại tử thủy tinh không có bị chính mình lấy đi trước, cỗ kia hoàn hảo không chút tổn hại thi thể có thể để thi thể hoàn hảo có thể để người sống thương thế cấp tốc khỏi hẳn hứa thanh một nắm chặt trong tay tử sắc thủy tinh trái tim nhanh đập bên trong bay nhanh xem hướng bốn phía mặc dù hắn biết được nơi đây hẳn không có cái khác người sống nhưng vẫn là bởi vì lấy được được trí bảo bản năng có chỗ cảnh giác giờ phút này càng là không còn lưu lại mà là tốc độ cao nhất phi nhanh thẳng đến tự thân ẩn núp địa động trên đường hắn ẩn ẩn phát hiện thương thế của mình chẳng những phi tốc khép lại càng là tự liền thân thể mỏi mệt tựa hồ cũng đều ít đi rất nhiều dĩ vãng hắn như thế chạy ước chừng nửa canh giờ liền cần trì hoãn thoáng cái nhưng hôm nay đã sớm qua nửa canh giờ hắn cảm thấy toàn thân ấm áp thể lực tựa như còn dồi dào thậm chí hắn trên đường trở về còn thuận tay bắt được một cái rơi xuống phi cầm không có giết chết mà là đem nó làm mê muội bởi vì vật sống bảo tồn thời gian càng lâu cho dù làm những này hắn hồi trở lại địa động thời gian cũng vẫn là xúc giảm rất nhiều cự ly đêm tối còn có một chút lúc hắn liền đã xa xa thấy được chính mình địa động hứa thanh tâm tình trước nay chưa từng có khá hơn nhưng hắn không có lơ là sơ suất bởi vì hắn biết có lẽ là thần linh mở mắt cấm khu sơ thành nguyên nhân cái phạm vi này tại ban đêm lúc loại trừ dị thú thức tỉnh còn sẽ có một chút quỷ dị tồn tại xuất hiện hắn tại trong khu ổ chuột nghe người ta nói qua biết thiên địa ở giữa rất nhiều tử vong chiếm đa số địa phương sẽ hình thành loại này quỷ dị như ban đêm lúc bên ngoài truyền đến tiếng cười liền là loại này tồn tại phát ra mà đối với loại này dị loại, công nhận là chớ xem, chớ sờ, chớ gặp. Mặc dù lúc trước hắn kinh lịch, những cái kia tồn tại đều là tại ban đêm xuất hiện, nhưng hứa thanh cũng không xác định bọn chúng có thể hay không tại ban ngày thỉnh thoảng ẩn hiện. Thế là tốc độ của hắn không giảm chút nào, rất nhanh liền tới gần địa động, lóe lên chui vào sau, đem địa động khe hở ngăn chặn. Theo sau hắn khoanh chân ngồi xuống, mở ra chính mình bàn tay nắm chắc tử sắc ánh sáng theo hắn lòng bàn tay tản ra, đem cái này nho nhỏ địa động chiếu rọi tại quang mang kia xuống hứa thanh khuôn mặt cùng con mắt cũng đều bị phủ lên thành tử sắc. Hắn nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn trong lòng bàn tay tử sắc thủy tinh. Cái này thủy tinh hình sợi dài, cùng ngón tay hắn không tranh lệch nhiều, trong đó tựa như có một ít dạng bông chi vật mà tử sắc ánh sáng, chính là những cái kia dạng bông vật phát ra khép lại vết thương sao hứa thanh quan sát hồi lâu giải khai quần áo nhìn mình ngực vết thương phát hiện vết thương đã khép lại chín thành bây giờ còn lại bộ phận tựa như không dùng đến quá lâu liền có thể triệt để khỏi hẳn thậm chí liền chung quanh vết sẹo đều tại tiêu tán lại liên tưởng chính mình một đường chạy về so dĩ vãng ít đi rất nhiều cảm giác mệt mỏi hứa thanh nội tâm đại khái đã trải qua sơ bộ đối cái này từ sắc thủy tinh có phán đoán vật này tác dụng rõ ràng liền là khôi phục. Khôi phục thương thế, khôi phục thể lực, khôi phục sinh cơ. Không biết còn có hay không cái khác công hiệu, hứa thanh thì thào, trong mắt lộ ra suy tư. Hắn không biết cái này tử sắc thủy tinh phải chăng cùng thần linh mở mắt có quan hệ, nhưng đại khái suất sao tỷ lệ, hẳn là như thế có thể vô luận như thế nào, đây là một cái trí bảo tối thiểu nhất hứa thanh từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng nghe nói có cái gì vật phẩm, có thể có như thế sức khôi phục kinh người. Dạng này vật phẩm phóng ở bên người, đối bản thân trợ giúp bằng là cái mạng thứ hai. Nhưng hứa thanh rất rõ ràng, bây giờ tự thân có thể có được vật này, là bởi vì cái này thành trì bên trong loại trừ chính mình không có cái khác người sống. Mà một khi huyết vũ kết thúc, chính mình đi ra ngoài sau bảo vật như vậy hắn chỉ sợ bất lực bảo hộ sở dĩ duy nhất phương pháp liền là đem cái này từ sắc thủy tinh ẩn đi hứa thanh trầm ngâm nửa ngày mắt nhìn bị chính mình bắt trở lại cái kia hôn mê phi cầm đưa tay đem nó một cái mang tới nắm miệng mỏ khiến cho vô pháp phát ra âm thanh sau hắn rút ra trên bàn chân dao găm trực tiếp tại phi cầm trên thân thông suốt khai một đạo vết thương tại cái này phi cầm dãy dụa bên trong, hứa thanh đem kia tử sắc thủy tinh nhét đi vào. Theo sau con mắt không nháy mắt thoáng cái mật thiết chú ý. Chỉ gặp cái này phi cầm ngay từ đầu còn tại dãy dụa, nhưng rất nhanh cái này bốn phía tự có cuồn cuộn sóng ngầm. Linh năng phảng phất bị hấp dẫn mà đến, thậm chí so hứa thanh lúc tu luyện hiện lên linh năng đều muốn nhiều hơn không ít thẳng đến cái này phi cầm thể nội mà này chim dẫy giụa cường độ, lại cũng trong nháy mắt so trước đó mạnh rất nhiều, hứa thanh lực đạo cùng hắn so sánh, tựa như đều có chút bắt không được. Một màn này, để hứa thanh trong mắt quang mang đại thịnh. Xưa nay một cái liền có thể bóp nát phi cầm cổ, giờ phút này hắn dùng sức niết mấy lần, mới đem bóp gãy. Nhanh chóng theo hắn thể nội lấy ra tử sắc thủy tinh, đem nó lau một phen, hắn nhắm mắt suy tư phi cầm không chết, ngược lại có linh năng tràn vào, lại phi cầm khí lực đột nhiên biến cực lớn. Hẳn là không ngại, chốc lát sau, hứa thanh mở mắt, trong mắt mang theo quả quyết, trực tiếp liền đem cái này từ sắc thủy tinh, nhét vào lồng ngực sắp hoàn toàn khép lại trong vết thương. Nhét vào quá trình có chút đau nhức nhưng hứa thanh cắn răng chịu đựng. Không có cái gì so giấu ở trong thân thể mình, càng an toàn địa phương mà hắn cũng đơn giản nghiệm chứng qua, vật này phóng trong thân thể, tựa hồ hiệu quả sẽ tốt hơn. Theo lấy tử sắc thủy tinh dung nhập, theo lấy bộ ngực hắn thương thế khép lại, không đợi hứa thanh cẩn thận xem xét, trong cơ thể hắn tự truyền đến tiếng oanh minh. Một cỗ so trước đó phi cầm chỗ lực hấp dẫn còn muốn càng thêm bằng bạc linh năng, trực tiếp tự theo bốn phương tám hướng, xuyên thấu bùn đất hướng lấy hắn nơi này gào thét mà tới cái này linh năng quá mức kinh người hứa thanh thân thể sát na tự lật lên màu xanh nhạt không cách nào hình dung băng hàn tràn ngập toàn thân đây là linh năng bên trong dị chất quá nồng đưa đến nhưng hứa thanh đã sớm chuẩn bị giờ phút này không chút do dự trực tiếp tự vận chuyển hải sơn quyết theo lấy vận chuyển tràn vào trong cơ thể hắn linh năng đột nhiên bị tách ra đại lượng dị chất còn sót lại tinh khiết linh năng thuận theo hắn kinh mạch toàn thân, chảy xuôi toàn thân, có thể dùng hứa thanh thân thể tại thời khắc này, phát ra phanh phanh thanh âm. Liền phẳng phất thể nội một chút tắc nghẽn chỗ, bị trong nháy mắt mở ra, huyết nhục tại thời khắc này đạt được tầm bổ cùng tinh luyện. Trong óc của hắn chỗ quan tưởng tiêu đồ, tại thời khắc này cũng giống như sống đồng dạng, tự hành bày ra các loại tư thế. Hải Sơn Quyết tuy là công pháp tu hành, nhưng nó không phải tu pháp mà là luyện thể một loại. Tổng cộng chia làm 10 tầng, đối ứng ngưng khí cảnh 10 tầng. Trên thẻ tre đối hắn có rõ ràng giới thiệu, mỗi một tầng có thể để tu hành giả gia tăng nhất hổ chi lực mà ngũ hổ là một tiêu, hai tiêu là một khôi. Danh xưng tiêu có thể rời núi, khôi có thể rời hải, cho nên mới được mệnh danh là Hải Sơn Quyết. Giờ phút này, bộ ngực hắn chôn nhập thể nội tử sắc thủy tinh, liền tựa như một cái vòng xoáy, không ngừng hấp triệt hạ, linh năng như quán đỉnh đến. Hứa thanh tốc độ tu luyện cũng theo đó bạo tăng. Và ual bằng Window. Location. Hrep. Window. Puppy giới tác bằng Window. Puppy giới tác. Window. Puppy giới tác. Push. Zonet, 7254. X. BGSSP 7254. U. URL. Không biết đi qua bao lâu, trong cơ thể hắn phanh phanh âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt, đại lượng thể nội tạp chất thuận theo toàn thân hắn mồ hôi mau khổng chảy ra. Một cỗ mùi tanh hôi cũng tràn ngập tại trong động đất. Mà theo lấy tạp chất chảy ra, hứa thanh thân thể càng trở nên óng ánh không ít, bị dơ bẩn che đậy khuôn mặt, giờ phút này cũng càng phát ra thanh tú. Cho đến nửa ngày đi qua, theo lấy hắn thể nội tiếng vang cùng tràn vào linh năng dần dần biến mất, Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt của hắn lại có từ sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Khôi phục bình thường sau, Hứa Thanh thần sắc ngây ngốc một chút. Đen nhánh địa động giờ phút này trong mắt hắn, thế mà trở nên rõ ràng một chút, hắn liền vội cúi đầu xem xét tự thân, thần sắc dần dần lộ ra vô pháp tin loại cảm giác này hứa thanh thần sắc mang theo vẻ kích động đứng lên một quyền đánh ra lại nhấc lên bén nhọn phong thanh bởi vì địa động rất nhỏ sở dĩ hắn vô pháp nếm thử tốc độ nhưng nhấc chân cùng ra quyền cảm giác để hắn biết mình so đã từng ở mọi phương diện đều chiếm được kinh người tăng lên theo sau hắn lập tức triệt lên trên cánh tay trái ống tay áo khi thấy cánh tay bên trên xuất hiện một cái to bằng móng tay điểm đen sau, hứa thanh thở sâu, đem tâm ngọn nguồn kích động đè xuống. Nguyên lai, like, đây chính là ngưng khí tầng 1. Cái này điểm đen, dựa theo trên thẻ tre miêu tả, liền là dị hóa điểm, hải sơn quyết dị hóa điểm là tại trên cánh tay trái, mỗi một tầng gia tăng một cái sờ lên trên cánh tay dị hóa điểm hứa thanh giờ phút này trong lòng càng nhiều vẫn là đối với tự thân rõ ràng cường đại lên phấn chấn thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe hở cửa vào đáy lòng suy nghĩ lấy chờ trời, trời sáng đi thử xem tốc độ nhưng rất nhanh hứa thanh tự thần sắc kinh nghi tới gần khe hở cửa vào cẩn thận đi nghe ngoại giới rõ ràng còn là đen nhánh nhưng lại một chút xíu dị thường thanh âm đều không có đây là hắn ở chỗ này nhiều ngày đến chưa bao giờ từng gặp phải dĩ vãng liền xem như hừng đông sau không có dị thú cùng quỷ dị thanh âm có thể tiếng mưa rơi là không thời không khắc không tồn tại nhưng bây giờ nước mưa thanh âm cũng cũng không có chẳng lẽ hứa thanh tâm thần chấn động có một cái suy đoán hiển hiện đáy lòng yên lặng trong khi chờ đợi, cho đến có một chùm ánh sáng chói mắt thuận theo địa động lối vào khe hở chiếu dọi vào đây, chiếu vào hứa thanh tròng mắt đen nhánh bên trong. Phẳng phất đốt sáng lên thế giới của hắn. Khi nhìn đến ánh sáng một khắc, hứa thanh thân thể rõ ràng run một cái. Hắn giơ tay lên, chậm rãi tới gần kia tia dương quang, đặt vào trong đó, đem dương quang thổi phồng ở lòng bàn tay, đã lâu ấm áp, chậm rãi tỉnh lại hắn ngủ say tâm linh. Dương Quang, nửa ngày sau, hứa thanh trong mắt lộ ra sáng rực thần thái, đẩy ra chắn lấy khe hở tạp vật theo lấy càng nhiều chùm sáng ôm mà đến, hắn chậm rãi chui ra ngoài. Tại theo lối ra thỏ người ra đi ra một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy không còn là nồng đậm âm u tầng mây, mà là sáng rực rực rỡ thái dương phảng phất thần hy bên trong lão nhân, tại bệnh nặng nhiều ngày sau, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chậm chậm kéo lên màn mở đầu, đem tươi mát lần nữa hàng lâm nhân gian. Mưa, ngừng. Hứa thanh hít vào một hơi thật dài ẩn chứa dương quang không khí, yên lặng nhìn toàn này ánh bình minh thấp thoáng hạ thành trí. Trong thành trì hết thảy, tại cái này trói mắt mặt trời đỏ dưới, tựa như cũng đều buồn giàu đột nhiên ra một chút không giống hào quang chân trời đỏ thảm ánh bình minh theo mây bên trong khe chiếu xuống giống như vô số đầu cá voi phun ra lấy kim sắc thác nước đem toàn thành vẻ lo lắng sương mù một chút xíu cọ rửa khai lộ ra pha tạp vết thương kia khắp nơi đổ sụp ốc xá từng cỗ màu xanh đen thi thể khắp nơi nhìn thấy mà giật mình huyết sắc vũng nước tựa hồ cũng đang nhắc nhở lấy hứa thanh nơi này phát sinh hạo kiếp Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng phức tạp, hắn tại thành trì bên ngoài xóm nghèo sinh sống 6 năm, tòa thành trì này, hắn cũng giống vậy nhìn 6 năm. Mặc dù vào đây lần số không nhiều, nhưng nơi này là hắn đã từng cái này 6 năm bên trong khát vọng nhất có thể đi cư lại địa phương. Ta ở chỗ này thu được tu hành công pháp, ta ở chỗ này đạt được tử sắc thủy tinh, ta ở chỗ này. Sống tiếp được, Hứa Thanh thì thào, trầm mặc cho đến hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng cất bước đi đến một chỗ màu xanh đen thi thể bên cạnh cúi đầu nhìn nửa ngày đem nó đeo lên đi thẳng về phía trước một đường đi tới phụ cận một chỗ trên quảng trường hắn mới đưa thi thể buông xuống sau đó quay người cõng bộ thứ hai bộ thứ ba bộ thứ ba một chút thi thể tản mát tại đầu đường còn có một chút đặt ở phế tích xuống cho đến hắn đem cái này khu vực phụ cận sở hữu thi thể đều cõng đến quảng trường sau nơi này thi hài trồng chất như núi có hoàn chỉnh có không trọn vẹn hứa thanh đứng ở nơi đó thả một mồi lửa có lẽ là dị chất nguyên nhân hỏa diễm càng đốt càng liệt bốc lên khói đặc tại kia trong khói dày đặc hứa thanh nhìn hồi lâu yên lặng đi xa đi đệ nhị chỗ khu vực rất nhanh lại một chỗ khói đặc dâng lên càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều cứ như vậy tại dương quang chiếu vào cái này mảnh phế tích thành trì thứ một ngày trong thành trì loại trừ hết còn có thi thể hòa táng màu đen khói đặc cái này khói đen từng đạo bay lên không che đậy dương quang thần hy cũng tại thời khắc này tràn đầy bất lực biến hôn hồng tựa như cất giấu thật sâu thở dài tựa hồ kia từng đạo khói đặc trở thành nước mắt của nó mà trên mặt đất hình thành từng đầu đạo ảnh phảng phất hóa thành đại địa vệt nước mát cuối cùng nhất một chỗ nước mắt là hứa thanh phát hiện từ quang địa phương ở nơi đó hứa thanh đem tiệm thuốc lão nhân thi thể buông xuống theo lấy thi đống hỏa diễm đốt cháy sóng nhiệt quất vào mặt hắn yên lặng đứng tại bên cạnh đống lửa liên tục hỏa diễm chiếu dọi tại hắn con ngươi đen nhánh bên trong không ngừng mà lay động khô loạn tóc dài cũng bởi vì sóng nhiệt tràn ngập mà uốn lượn nửa ngày sau hứa thanh thân thể đồng dạng uốn lượn cúi đầu cúi đầu Chúc, yên nghỉ, hỏa diễm tại thời khắc này, đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, càng ngày càng liệt, tràn ra vô số tựa như bồ công anh đồng dạng ngọn lửa, theo gió phiêu tán. Chỉ là kia lượn lờ bay lên không khói đặc, vẫn như cũ mang theo người mất vô pháp tan dã không cam lòng cùng tiếc nuối, gió cũng vô pháp thổi tan. Càng lên càng cao, như trên bầu trời mấy sợi vết thương. Không có ý nghĩa, tràn đầy bất đắc dĩ hồi lâu nương theo lấy lộn xộn tiếng bước chân một cái âm dương quái giọng thanh âm tại thiếu niên phía sau nơi xa đột nhiên truyền đến ta nói thế nào cùng nhau đi tới không có trông thấy thi thể nguyên lai là có như thế một tiểu tử ngốc không tiếc hao phí tự thân thể lực thế mà đem thi thể chuyển đến nơi đây hòa táng thôi được đã ngươi như thế lưu luyến như vậy ta liền giúp ngươi thoáng cái đem ngươi ném vào cùng bọn họ cùng một chỗ tốt hứa thanh bỗng nhiên quay người quang âm chi ngoại nhĩ căn khách không mời mà đến. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Xoay người một cái chớp mắt, hứa thanh phi tốc đảo qua phía sau. Hắn nhìn thấy bảy tám trượng bên ngoài, có bảy người tại khác biệt vị trí, tản mắt hướng mình tới gần. Bảy người này đều là thành niên, có nam có nữ, áo lấy dùng áo da làm chủ, nhan sắc xám đậm, mang theo rất nhiều áo da mỗi lần cá nhân trên người đều có binh khí, riêng phần mình phân tán. Trong đó ba người cầm cung, hai người cầm đao, lẫn nhau đều không đem sau lưng lưu cho đối phương, hình như có phòng bị dáng vẻ. Còn có một người trên tay mang theo quyền sáo, một mình tiến lên, vị trí chỗ ở là ở giữa nhất. Còn như mới ngữ khí âm dương quái điều người, thì là một cái thân thể cao lớn tráng hán người này khiêng lấy một cái cự đại chiến phủ, cự ly hứa thanh cũng là gần nhất. Thân thể của hắn cực kỳ khôi ngô, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo lại mọc đầy dâu ria, giờ phút này trong mắt mang theo tàn nhẫn, nhe răng cười ở giữa bước lấy nhanh chân, tới gần hứa thanh. Đây hết thảy đều là hứa thanh liếc mắt qua sau chỗ xem hắn con ngươi co rút lại, não hải trong nháy mắt phân tích ra những người này lẫn nhau không giống như là một cái chỉnh thể, càng giống là lâm thời tổ đội. Điểm này là theo chỗ đứng của bọn họ cùng có đề phòng có thể rõ ràng nhìn ra. Lại thân phận của những người này, hứa thanh cũng đã đoán được bọn hắn. Đều là thập hoang giả. Nam Hoàng Châu không thiếu hụt thập hoang giả, bọn hắn phần lớn hung tàn lại không có quá nhiều danh giới cuối cùng có thể rằng, hết thảy đều là trần trụi mạnh được yếu thua. Hiển nhiên lần này cấm khu huyết vũ dừng lại, kết giới mở ra, bốn phía thập hoang giả bị hấp dẫn ong ủng mà tới. Đối bọn hắn mà nói, cấm khu mặc dù nguy hiểm, có thể vốn là tại mũi đao sinh tồn chi nhân, thành trống không bên trong ẩn chứa tài nguyên, đủ để cho bọn hắn mắt đỏ cho dù vật tư phần lớn bị ô nhiễm, nhưng cũng vẫn là có có giá trị chi vật. Trong lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động bên trong, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, liền muốn từ một bên vọt đi. Nhưng này hướng hắn tới gần đại hán, mắt thấy Hứa Thanh muốn chạy, trong mắt hung tàn chi ý càng đậm, nhe răng cười bên trong mang theo khát máu. Muốn chạy Ta thích nhất ngược sát như ngươi loại này oát con, ngươi kia trong túi da vật phẩm cũng không thiếu đi, lôi đội tiểu tử này, cho ta đi." Đại hán trong mắt tàn nhẫn, phảng phất có thể theo hắn trong con mắt tràn ra, hình thành uy hiếp, phối hợp hắn thân hình cao lớn cùng chiến phủ, cảm giác áp bách cực lớn. Giờ phút này nhanh chân vọt tới, tay phải chiến phủ càng là vung lên, hướng lấy hứa thanh muốn nhảy tới phương hướng, trực tiếp ném đi hô thoáng cái, chiến phủ mang theo tiếng gào, vạch phá song phương ở giữa cự ly, theo giữa không trung chớp mắt tới gần. Đại hán khí lực rất lớn, động tác cũng không chậm, nhưng hứa thanh tốc độ càng nhanh, gần như tại cái này chiến phủ đến sát na, thân thể của hắn bỗng nhiên ra tốc hướng bên cạnh tránh đi. Chiến phủ ở trước mặt hắn, gào thét mà qua nhấc lên gió phá tại hứa thanh trên mặt đem nó tóc tán loạn thổi lên một chút lộ ra dưới tóc lạnh lùng như sói hai mát tiếp theo một cái chớp mắt hứa thanh thân thể thuận thế trên mặt đất lăn mình một cái không có đào tàu mà là đến đại hán phụ cận tay phải nâng lên một cái màu đen nhánh thiết thiêm trực tiếp xuất hiện trong tay hán mượn nhờ thân cao không bằng đối phương ưu thế, hứa thanh cả người hướng lên bỗng nhiên nhảy lên, trong tay thiết thiêm từ dưới trí thượng, hướng, sông, lấy đại hán cái cầm đâm tới. Đây hết thầy quá nhanh, hứa thanh thân thể gầy nhỏ, cùng trước đó muốn trốn đi cử động, đều vì hắn xuất thủ tạo thành tự nhiên che giấu. Cứ thế tại đại hán cũng đều tại cái này một cái chớp mắt có nguy cơ sinh từ cảm giác nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, giờ phút này sắc mặt đại biến bên trong nửa người trên bỗng nhiên hướng sau ngửa đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi thiết thiêm. Nhưng trên cầm vẫn là bị vẽ ra một đạo vết máu. Có thể không đợi hắn nội tâm tức giận đốt cháy, hứa thanh thần sắc lạnh lùng, một kích không trúng tay trái nhanh chóng từ bắp chân chỗ rút ra dao gam tại cái này đại hán nửa người trên hướng sau ngửa đi lúc trực tiếp cúi người thuận thế đem dao găm hung hăng đâm vào đại hán chân phải mờ u bàn chân phù một tiếng cái này dao găm xuyên thấu giày cỏ xuyên thấu huyết nhục trực tiếp đinh nhập trong đất bùn đại hán thần sắc vặn vẹo đau đớn kịch liệt tập quyền toàn thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra vừa muốn phản kích nhưng hứa thanh quá mức linh hoạt xuất thủ sau thân thể kích xạ dạ rút lui một chỗ bức tường đổ công sự che chắn bên cạnh, cả người ngồi xổm ở nơi đó, vận sức chờ phát động. Lầy động hỏa quang che trên mặt của hắn, dùng cả người hắn nhìn có chút sáng tối chập chờn, nhưng này như là chó sói ánh mắt, là hỏa quang không cách nào che lấp, mang theo cảnh giác cùng hung ác. Nhìn về phía những cái kia thập hoang giả, đây hết thầy phát sinh quá nhanh, hứa thanh niên kỳ cùng hình thể có thể dùng mê hoặc tính, cứ thế tại thập hoang giả bên trong không ít người chủ quan dưới, không có lập tức kịp phản ứng. Giờ phút này nhao nhao mắt lộ ra hung mũi nhọn, khai cung ba người càng là ánh mắt sát na sắc bén. Trốn ở công sự che chắn sau hứa thanh, không có đi xem cách đó không xa kêu thảm thê lương, dãy ruộ bên trong rút ra mu bàn chân dao găm đại hán, mà là đảo qua ba cái cầm cung người sau cuối cùng nhìn về phía đứng tại chính vị trí trung tâm cái kia mang theo quyền sáo chi nhân người này là cái lão giả áo lấy mặc dù cùng hắn hắn nhân loại tựa như nhưng mục quang lại là nhất là sắc bén lại ở trên người hắn hứa thanh ẩn ẩn cảm nhận được linh năng mịt mờ ba động càng là theo hắn chỗ chỗ ngồi cùng bốn phía những người khác bản năng ánh mắt tụ vào bên trên hứa thanh trong lòng nhiều ít có phán đoán đối phương hẳn là những này thập hoang giả lâm thời đầu lĩnh hứa thanh nhìn lão giả đáy lòng phân tích mà lão giả cũng đang nhìn lấy hắn trong ánh mắt tựa như có một ít kỳ dị rất nhanh lão giả dịch chuyển khỏi mục quang nhìn cách đó không xa đoàn kia còn tại bốc lên thiêu hỏa diễm có chỗ trầm mặc giờ phút này kia rút ra dao găm đại hán trong mắt có lửa giận cuồng bạo cả người phát ra rít lên một tiếng hướng lấy hứa thanh liền muốn phóng đi oát con, nhìn ta thế nào giết chết ngươi. Hứa thanh híp mắt lại, lộ ra lăng lệ chi mũi nhọn, vừa phải có điều cử động, nhưng vào lúc này, một tiếng nói già nua, bình tĩnh truyền đến. Đủ rồi, hai chữ này, tựa như có chấn nhiếp, có thể dùng kia gào thét đại hán, không thể không dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Nói chuyện, chính là hứa thanh mới hy vọng cái kia mang theo quyền sáo lão giả. Lôi đội tiểu hài này hẳn là bên ngoài xóm nghèo người sống sót thần linh đều đối hắn mở một mặt lưới người tự đừng xuất thủ chúng ta đi thế nhưng là đại hán trong mắt có cảm giác cực kỳ không cam lòng hắn tin tưởng mình trước đó chỉ là chủ quan như thật xuất thủ hắn có nắm chắc mấy hơi thở bên trong tự bóp nát hứa thanh cổ thế là vừa muốn mở miệng lão giả nhàn nhạt nhìn hắn một cái còn muốn ta nói lần thứ hai sao, đại hán trong thần sắc có dãy ruộng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Chỉ là cúi đầu lúc, hắn dư quang nhìn về phía trốn ở công sự che chắn chỗ hứa thanh, sát cơ ở trên mặt chợt lóe lên, theo sau sắc mặt âm lãnh xoay người, khập khảnh đi hướng lão giả nơi đó. Cái này sát cơ, hứa thanh cảm nhận được con mắt hơi híp cảnh giác nhìn đám này thập hoang giả, dần dần đi xa có thể liền tại bọn hắn đi ra xa vài chục trượng sau, ở giữa lão giả bước chân dừng lại, quay đầu, không biết là xem hứa thanh, vẫn là đang nhìn đống kia hòa táng thi thể thiêu đốt nóng diễm. Nửa ngày sau bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hài, nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao, hứa thanh sững sờ, hắn chú ý tới lời nói của đối phương bên trong, nói là ta, mà không phải chúng ta thế là hắn trầm mặc xuống, mục quang tại trong nhóm người này đảo qua, mà lão giả kia cũng có kiên nhẫn, không có thúc giục, đứng ở đằng xa chờ đợi đáp án. Cho đến hơn 10 tức sau, hứa thanh nhiều lần đảo qua những người này, nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút bị chính mình gây thương tích, sắc mặt âm lãnh đại hán. Thiếu niên trong mắt có ánh sáng kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, không nói gì, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần mắt thấy hứa thanh đi tới, lão giả cười cười, quay người tiếp tục tiến lên, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm hứa thanh liếc mắt, tùy theo đi đến. Cứ như vậy, hứa thanh đi theo lấy đám này thập hoang giả, nhìn bọn hắn tại trong thành trì tìm kiếm có giá trị chi vật. Trong lúc đó hắn biết kia giữ tận đại hán ngoại hiệu, người bên ngoài xưng hô hắn tàn nghiêu. Người này cũng nhiều lần đảo qua hứa thanh, trong mắt đều có âm lãnh chi mũi nhọn nhưng hiển nhiên là khắc chế lấy tựa hồ hắn cũng không gấp gáp muốn chờ ngăn cản hắn xuất thủ lão giả không có ở đây cơ hội mà hắn phảng phất cũng rất chắc chắn dạng này cơ hội chưa trên đường tới nhất định sẽ có hứa thanh suy tư một chút nghĩ đến kia đại hán tham lam thế là bằng lấy đối thành chỉ quen thuộc hắn đưa cho những này thập hoang giả một chút trợ giúp hứa thanh tư thái rất thấp, dùng những này thập hoang giả tìm kiếm có giá trị chi vật tốc độ càng nhanh, tìm tới vật phẩm cũng nhiều hơn. Và URL bằng Windows, Location, Hrep, Windows, Puppy Tác bằng Windows, Puppy Giờ Tác, Windows, Puppy Tác, năm Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL mà tàn nghiêu rõ ràng tham lam cho dù là trên thân vô pháp dung nạp vượt qua tự thân phụ trọng nhưng cũng vẫn là nghĩ muốn lấy đi càng nhiều thế là vốn là mang thương hắn siêu tầm phạm vi so những người khác càng nhiều đeo lấy vật phẩm cũng liền càng nặng ngay từ đầu vẫn không tính là cái gì nhưng theo lấy thời gian trôi qua đại hán thể lực rõ ràng bị đại lượng hao phí cảm giác mệt mỏi cũng xa vượt xa qua tất cả mọi người còn như phủ thành chủ khu vực hứa thanh cân nhắc kia được xưng là lôi đội lão giả đối với mình có trợ giúp sở dĩ không có đem bọn hắn dẫn đi cho đến ban đêm sắp phủ xuống thời giờ một đoàn người cuối cùng rời đi thành trì ở ngoài thành đã từng trong khu ổ chuột ôm doanh động tác của bọn hắn rất thành thạo ôm sáu cái lều vải loại trừ kia cầm đao hai người một cái bên ngoài lều, cái khác đều là đơn độc, càng là tại bên ngoài lều đốt lên đốt hương, còn có người xuất ra một chút bột phấn, lượn quanh lấy bốn phía đổ một vòng. Mắt nhìn sắc trời càng hắc, trong thành trì các loại gào thét bắt đầu quanh quẩn, những này thập hoang giả đều đi vào trong trướng bồng. Chỉ có lôi đội quét mắt lẻ loi chơi trọi hứa thanh, từ một bên lấy ra một cái túi ngủ, ném đi qua đốt hương có thể để xua tan dị thú bột phấn có thể tránh quỷ dị dùng ngươi hôm nay cống hiến có ta ở đây tàn nghiêu cũng không dám đánh ngươi chú ý nơi này coi như an toàn nói xong lão giả không tiếp tục để ý đi vào trong lều vải hứa thanh không nói chuyện chỉ là nhìn thật sâu mắt lão giả lều vải nhặt lên túi ngủ mở ra chui vào nhưng không có phong kín mà là đối lấy thập hoang giả lều vải phương hướng lưu xuống một đạo khe hở đêm khuya ngoại giới gào thét cùng thê lương thanh âm càng phát ra mãnh liệt quỷ dị tiếng khóc cũng mở mịt lượn vòng đáng sợ bầu không khí phảng phất tại ngoại giới ở khắp mọi nơi tựa hồ không người nào nguyện ý ở thời điểm này rời đi che chở chỗ ở duy chỉ có hứa thanh hắn đang ngủ trong túi mở mắt ra không nhúc nhích yên lặng chờ đợi cho đến thời gian trôi qua đến trong đêm khuya mọi người nhất là ngủ say đoạn thời gian hứa thanh chậm rãi từ túi ngủ bên trong bò lên ra động tác của hắn rất cẩn thận tận khả năng không phát ra cái gì tiếng vang trong thành trì gào thét cùng thê lương ở bên tai của hắn quanh quẩn nhưng không có phân đi hắn chút nào tâm thần cẩn thận leo ra sau hứa thanh yên lặng đi hướng đại hán tàn nghiêu chỗ lều vải hắn không cho phép bên người có uy hiếp được tự thân sinh mệnh tai họa ngầm dù chỉ là tai họa ngầm hắn cũng phải nghĩ biện pháp lập tức đem nó giải quyết hết đây là hứa thanh tại xóm nghèo sống sót dùng huyết giáo huấn học được pháp tác cũng là hắn lần này sở dĩ đồng ý đi theo nguyên nhân thậm chí ban ngày lúc hắn gợi ý mọi người khiến cho bọn hắn thu hoạch càng lớn cũng đều là nhìn ra tàn như tham lam muốn để hắn mang thương tình huống dưới càng phát ra mỏi mệt từ đó mất đi cảnh giác mà hắn cố ý hạ thấp tư thái cách làm cũng là vì a a đối phương khiến cho sơ tại đề phòng đây hết thảy cũng là vì bây giờ xuất thủ, giờ phút này hứa thanh thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng tới gần lều chạy, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước ngồi xổm ở nơi đó, cẩn thận nghe nửa ngày. Chuyển lọt vào trong tai tiếng lẩm bẩm đều đều, tiếp tục ổn định, không giống làm bộ, xác định những này sau, hứa thanh híp mắt lấy mắt, chậm rãi rút ra chính mình thiết thiêm. Nhẹ nhàng rạch ra lều vải nút thắt, chậm rãi chui vào trong trướng bồng lờ mờ hứa thanh mơ hồ nhìn thấy nằm ở nơi đó tàn nghiêu ngủ rất say hiển nhiên là tại ban ngày phụ tải lại thêm bị thương khiến cho mỏi mệt vô cùng lại tâm thái của người mạnh cũng dùng tàn nghiêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ban ngày có lấy lòng phối hợp tư thái thiếu niên hội sẽ tại cái khác thập hoang giả đều ở tình huống dưới nửa đêm mạo hiểm đến sở dĩ giờ phút này hắn cũng không biết bên trong lều cỏ của mình có khách không mời mà đến hứa thanh nhìn ngủ say tàn nghiêu lạnh lùng mục quang bình tĩnh như biển sâu nhẹ nhàng tới gần cho đến đứng tại bên cạnh hắn sau hứa thanh không có chút nào kéo dài tay phải dao găm hàn mang lóe lên trong nháy mắt tại mờ mịt không biết tàn nghiêu trên cổ hung hăng một cát cường độ cực lớn suýt nữa thi thể tách rời tiên huyết sát na dâng cháo kịch liệt đau nhức có thể dùng tàn nghiêu con mắt bỗng nhiên mở ra, thấy được hứa thanh mặt không thay đổi mặt, thần sắc lộ ra vô pháp tin cùng hoảng sợ, vừa muốn dẫy dụa. Nhưng hứa thanh tay trái đã nhanh chóng nâng lên, một cái đặt tại trên cái miệng của hắn, khiến cho vô pháp phát ra nửa điểm tiếng vang. Mà dẫy dụa, tại thời khắc này càng phát ra mãnh liệt, tàn nghiêu con mắt trợn to, toàn thân điên cuồng giật giật nhưng hứa thanh tay như sắt kìm đồng dạng theo gắt gao chân phải càng là nâng lên trực tiếp đạp ở tàn nghiêu trên bụng tự thân hóa thành công mượn nhờ ổn định lực đạo dùng tàn nghiêu dẫy giụa tại không có gì bổ theo lấy tiên huyết không ngừng mà tuôn ra tàn nghiêu liền tựa như một đầu rời đi trong nước ngư chậm rãi ý tuyệt vọng tại hắn trong mắt mãnh liệt hiển hiện thậm chí đều lộ ra cầu khẩn nhưng hắn nhìn thấy, vẫn như cũ là hứa thanh khuôn mặt bình tĩnh, còn như thân thể của hắn dẫy dụa làm ra tiếng vang, cũng tại ngoại giới gào thét cùng thê lương chi minh bên trong, bị che giấu đi. Truyền không ra mảy may. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến mười mấy tức sau, tàn nghiêu dẫy dụa dần dần yếu ớt, cuối cùng rung động run một cái, cả người lỏng xuống, không nhúc nhích, chỉ có trợn lấy mát. Lưu lại tử vong trước sợ hãi, khí tiệt bỏ mình. Hứa thanh không có lập tức đưa tay, mà là lại đợi một hồi, xác định đối phương thật chết đi, lúc này mới buông tay ra, xoa lên bên trên vết máu sau, hắn mở ra da của mình túi. Từ bên trong đem vải bố bao khỏa đầu rắn cẩn thận xuất ra, thận trọng dùng đầu rắn răng độc đâm thủng tàn nghiêu làn da. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo lấy độc tố lan tràn, tàn nghiêu thi thể nổi lên trận trận lục sắc bọt khí, chậm rãi hòa tan một nén nhang sau thi thể triệt để hóa thành một đám huyết thủy thấm xuống mặt đất trong đất bùn hứa thanh yên lặng nhìn đây hết thảy bắt đầu chỉnh lý hiện trường lại đem tàn nghiêu di vật xử lý làm ra đối phương mất tích giả tượng lúc này mới chui ra lều vải lạnh gió thổi vào mặt mang đi một chút nhiễm ở trên người hắn mùi máu tươi hứa thanh ngẩng đầu nhìn lấy đêm tối hít sâu một cái băng hàn không khí chậm rãi trở lại chính mình túi ngủ bên trong nằm đang ngủ túi một khắc đáy lòng của hắn cuối cùng an tâm xuống tới tai họa ngầm bị khu trừ mang đến cảm giác an toàn để hắn hai mắt nhắm lại rất nhanh đang ngủ nhưng trong tay thiết thiêm nhưng thủy trung nắm chặt chưa từng buông ra mảy may một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai nắng mai vẩy xuống chiếu rọi đại địa hứa thanh mở mắt ra an tĩnh leo ra túi ngủ mục quang tựa như tùy ý quét về phía tàn nhưu chỗ lều vải tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt hắn có chút co rút lại tàn nghiêu lều vải thế mà biến mất hứa thanh bên trong bắt đầu lo lắng càng thêm cảnh giác rất nhanh cái khác thập hoang giả cũng tại sáng sớm bên trong lần lượt đi ra lều vải trước tiên phát hiện việc này nhao nhao kinh ngạc cũng có người bốn phía tìm kiếm không có kết quả nhưng bởi vì tàn nghiêu biến mất triệt để tự liền lều vải cũng cũng bị mất sở dĩ có người phán đoán đối phương hẳn là tham lam thành nội chi vật nửa đêm rời đi lại hoặc là nguyên nhân khác không từ mà biệt tóm lại tại cái này cấm khu bên trong quá nhiều nguyên nhân sẽ để cho một người biến mất vốn là lâm thời tạo thành đoàn đội tàn nghiêu lại là một thân một mình sở dĩ rất nhanh những này thập hoang giả tựu không còn quan tâm việc này cũng có người nhìn về phía hứa thanh có thể tựa hồ cảm thấy chuyện này không có khả năng cùng hứa thanh có quan hệ lại thêm không có điều tra nghĩa vụ thế là thu hồi suy đoán duy chỉ có kia được xưng là lôi đội lão giả thu hồi hứa thanh túi ngủ lúc thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái nhàn nhạt mở miệng hiện tại còn theo ta đi sao câu nói này ý nghĩa sâu xa hứa thanh trầm mặc lão giả cũng không nói thêm cái gì la lên mọi người tại cái này ánh nắng xuống đi đường hứa thanh đứng tại chỗ ngây ngốc một chút, bản năng quay đầu lại nhìn về phía phế tích thành trí. Cuối cùng quay đầu, nhìn lão giả bóng lưng, nghĩ nghĩ sau, hắn cất bước đi theo, đi đi, đi lại dần dần kiên định một chút. Sáu cái thập hoang giả, một đứa bé, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời, bị kéo rất dài. Xa xa, có gió thổi qua, đem bọn hắn tiến lên lúc thổn thức cùng cảm khái, phiêu tán ra đây chính là thần linh hạo kiếp, toàn thành diệt phong, trên đời này cấm khu, lại thêm một cái. Cái này cũng chưa tính cái gì, các ngươi nghe nói qua chứ, 7-8 năm trước tại Bắc Bộ khu vực có một cái đại thành, thần linh mở mắt nhìn lại. Một khu vực như vậy tính cả thành trì trực tiếp tự quỷ dị biến mất, phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Đối thoại âm thanh càng ngày càng yếu ớt, ánh nắng dưới, đi xa thân ảnh bên trong, thiếu niên trầm mặc, yên lặng nghe, yên lặng đi càng chạy, càng xa. Làm một một lát, thấp thỏm ban bố phấn nộn sách mới, huynh đệ tỉ muội chiếu cố nhiều hơn, cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Quang âm chi ngoại nhĩ căn thập hoang giả doanh địa. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Nam Hoàng Châu Đông Bộ cái này một góc chi địa hình thành cấm khu, cũng không phải là rất lớn. Mà hứa thanh một đoàn người rời đi phế tích, ở vào cấm khu biên giới đây cũng là vì cái gì thập hoang giả có thể tại dương quang đến ngày đầu tiên, tự đuổi tới thành trì nguyên nhân. Sở dĩ tại sắc trời dần dần đêm đến, bọn hắn đã nhanh muốn đi ra cấm khu phạm vi. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một chút dị hóa chi thú, nhưng ở những này thập hoang giả xuất thủ bên trong, đều rất nhanh giải quyết. Hứa thanh quan sát, đáy lòng có phán đoán hắn cảm thấy mình xuất thủ cái này sáu cái thập hoang giả bên trong trừ bỏ bị xưng là lôi đội lão giả những người khác chính mình cũng có thể đối kháng một phen bọn hắn không phải tu sĩ nhưng xuất thủ tàn nhẫn cùng nắm chắc thời cơ còn có kia thời khác mấu chốt tựa như không quan tâm tử vong thái độ khiến cho bọn hắn lực sát thương tăng cường hứa thanh đáy lòng phân tích hắn suy nghĩ lấy loại trừ lôi đội bên ngoài những người khác đơn độc một cái chính mình có thể chiến nếu là hai cái chính mình cũng không phải không thể nhưng ba cái cùng một chỗ chính mình sợ là không được có cái này phán đoán hứa thanh càng phát ra cẩn thận đồng thời cũng nhạy cảm phát giác được theo lấy cự ly ngoại giới càng ngày càng gần những cái kia thập hoang giả biểu lộ cũng dễ dàng không ít thậm chí trên đường tương hỗ chi gian còn lúc mà nói đùa duy chỉ có được xưng là lôi đội lão giả một đường không có bất kỳ cái gì lời nói mà những người khác đối hắn cũng rất là kính sợ, cái này khiến Hứa Thanh đối với lão giả thân phận có hiếu kỳ. Bất quá cái này hiếu kỳ không có giảm bớt hắn cảnh giác, cho dù là bây giờ nhanh muốn đi ra cấm khu, nhưng Hứa Thanh cảnh giác vẫn như cũ, đi theo những này thập hoang giả lốc, cũng không có hoàn toàn tới gần, mà là không gần không xa tại hậu phương, một bên nghe lấy bọn hắn đàm luận, một bên cẩn thận đi theo cho đến sắc trời sắp hoàn toàn rơi xuống lúc theo lấy một cỗ ấm áp chi ý đập vào mặt hứa thanh bước chân dừng lại quay đầu nhìn một chút phía sau đất hoang lại xem hướng phía trước thế giới thiên địa ở giữa hắn chỗ địa phương như có một đạo nhìn không thấy giới hạn giới hạn bên trong là sơ thành cấm khu âm lãnh băng hàn giới hạn bên ngoài là bình thường thế giới đại địa hồi xuân bọn hắn đi ra cấm khu Ngoại giới tuy là đêm tối, nhưng tinh không rực rỡ, có thể trông thấy trăng sáng treo cao. Đại địa mặc dù cũng hoang vu, nhưng nhưng lại xa xa không có cấm khu âm lãnh, khi thì còn có thể nghe thấy một chút bình thường chim thú thanh âm. Xa xa trong bụi cỏ, hứa thanh thậm chí đều thấy được một con thỏ, ở nơi đó cảnh giác nhìn bọn hắn. Đây hết thảy để hứa thanh thần sắc có chút hoảng hốt những cái kia thập hoang giả cũng đều rõ ràng thần sắc triệt để buông lỏng, tự liền lôi đội cũng đều thư hoãn thoáng cái lông mày. Cuối cùng chạy ra, lần này coi như thuận lợi, phàm là có khả năng, lão tử đều không muốn lại đạp cấm khu nửa bước, không đi cấm khu. Quỷ này thế giới muốn sống sót, muốn sống được càng tốt hơn một chút, nhất định phải đi cấm khu liều mạng, sớm tối ta hội, sẽ, mua một cái thất huyết đồng phân thành quyền cư ngụ ở ngoài vùng cấm những này thập hoang giả hiển nhiên là tâm tình thư giãn lẫn nhau lời nói truyền ra hứa thanh giữ im lặng nhưng nghe được rất cẩn thận dọc theo con đường này hắn nghe những người này nói chuyện đã biết được rất nhiều dĩ vãng tiếp xúc không đến tin tức tỉ như cái này thất huyết đồng hắn liền nghe những này thập hoang giả nhiều lần nhấc lên tựa hồ kia là một cái rất thế lực cường đại còn có tử thổ cái tên này cũng bị bọn hắn nói qua vài lần ngươi tự điểm ấy chi khí. Thất huyết đồng phân thành nhiều, bên cạnh lộc giác thành liền là thứ nhất, bất quá nơi đó tư cách không phải ngươi linh tệ đủ liền có thể mua, còn cần thất huyết đồng đệ tử đề cử. Huống hồ nơi đó quyền cư ngụ tính cái gì, mục tiêu của ta là thu hoạch được thất huyết đồng nhập môn tư cách trở thành thất huyết đồng đệ tử người đi thất huyết đồng sống không quá ba ngày gia châu ai không biết thổi ngươi thế nào không nói mục tiêu của ngươi là tiến về hải ngoại vọng cổ đại lục đâu nơi đó còn có nhân tộc khởi nguyên địa đâu hứa thanh nghe đến đó bên trong hơi động lòng hắn tại trên thẻ che thấy qua vọng cổ cái danh sưng này vọng cổ lão tử như có bản lĩnh coi thường trong biển những cái kia cấm kỵ chi vật ngươi cho rằng ta không đi Thập hoang giả bên trong hai người, lẫn nhau hình như có chút ít ngôn ngữ xung đột tương hỗ đòn khiêng. Hứa thanh vỉnh tay, chính muốn tiếp tục nghe bọn hắn đối thoại thu hoạch tin tức, một bên lôi đội lão giả, quét hai người kia liếc mắt, trên đường đi lần đầu mở miệng, truyền ra lời nói. Muốn đi vọng cổ đại lục cũng không phải là không được, phương pháp có bốn cái, các ngươi có thể ngẫm lại, cái nào thích hợp tự thân. Một, mười lăm tuổi trong vòng trúc cơ, trở thành hiếm có thiên kiêu. 2. Giao nạp 30 vạn tấn linh tệ theo tử thổ hoặc là thất huyết đồng, lại hoặc là ly đồ giáo mua sắm di chuyển danh ngạch. 3. Tại luyện đan bên trên đối nhân tộc có kiệt xuất cống hiến. 4. Bị tử thổ thánh địa mấy đại gia tộc thất huyết đồng các vị phong chủ, lại hoặc là ly đồ giáo giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền, a, à, còn có cái thứ 5 phương pháp trở thành dưỡng bảo nhân các người ngẫm lại, thích hợp cái nào, thập hoang giả nhau nhau trầm mặc, nhất là đang nghe cái thứ năm phương pháp lúc, đều riêng phần mình thần sắc rất mất tự nhiên, trong mắt lộ ra sợ hãi. Hứa thanh cũng là con mắt ngừng tụ, hắn nghe qua dưỡng bảo nhân xưng hô thế này. Kia là tại xóm nghèo lúc, hắn đã từng có mấy cái quen thuộc đồng bạn, bị một chút áo lấy lộng lẫy chi nhân mang đi. Nghe nói chính là muốn bồi dưỡng thành là dưỡng bảo nhân, lúc ấy trong khu ổ chuột những hài tử khác cũng còn rất hâm mộ. Thế là hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Lôi đội lão giả, nhẹ giọng hỏi một câu. "Xin hỏi, cái gì là dưỡng bảo nhân?" Lôi đội lão giả mục quang rơi vào Hứa Thanh nơi này, nhẹ nhàng mở miệng dùng thân thể của mình đi uẩn dưỡng pháp bảo tu hành công pháp đặc thù dựa vào huyết nhục đi pha loãng pháp bảo dị chất ô nhiễm dùng pháp bảo mỗi một lần sử dụng mang đến dị chất tăng cao bị hòa hoãn để tiếp tục sử dụng mà tự thân dần dần khô bại là người đã chết hứa thanh con mắt co rụt lại nửa ngày nói không ra lời ngữ trầm mặc xuống mọi người tự hồ cũng bởi vì dưỡng bảo nhân cái này ba chữ đã mất đi đàm ý yên lặng đi trong đêm tối và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giờ tác bằng Windows, Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác, Push Zonet, 7254 x BGSSP 7254 u URL cho đến rời đi cấm khu một chút cự ly sau, tại một chỗ bình nguyên bên trên, lôi đội lựa chọn cột doanh cùng cấm khu khác biệt, ngoại giới cột doanh trừ lều trại bản thân, còn có bị nhen lửa đống lửa. Theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, bốn phía ấm áp mạnh hơn một chút, những này thập hoang già cũng ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, riêng phần mình lấy ra đồ ăn nướng, dần dần hương khí bốn phía. Nhìn bọn hắn đồ ăn, hứa thanh nuốt nước miếng, ngồi ở phía xa theo trong túi da xuất ra nửa khối cứng rắn thịt khô, phóng tại trong miệng dùng sức cắn xé đống lửa cái khác lôi đội mục quăng quét tới đứng dậy đi đến hứa thanh nơi này tại hứa thanh bỗng nhiên ngẩng đầu bên trong lôi đội ném qua tới một cái áo da bên trong có mấy cái nóng một chút màn thầu khi nhìn đến cái này màn thầu trong nháy mắt hứa thanh trợn cả mắt lên thoáng cái cố nén lấy xúc động thấp giọng mở miệng cảm ơn lôi đội không nói chuyện về tới đống lửa bên cạnh hắn bên người có thập hoang giả cười truyền ra lời nói lôi đội, thế nào đối tiểu tử này như thế tốt. Đều là người đáng thương, gặp được cũng là duyên phận, có thể giúp đỡ một cái, màn thầu có ba cái, cầm ở trong tay rất nóng. Hứa thanh do dự một chút, trông thấy bên cạnh đống lửa mọi người cũng đang ăn lấy đồng dạng màn thầu, thế là trước là giả vờ ăn một miếng, quan sát những cái kia thập hoang giả. Dạ nửa ngày phát hiện bọn hắn vẫn như cũ như thường sau hắn nhịn thật lâu mới thật ăn một miếng nhỏ hàm tại trong miệng chờ giây lát xác định không ngại cái này mới chậm rãi nhấm nuốt cho đến hiếm toái chậm rãi nuốt xuống lại đợi đã lâu lần nữa xác định không ngại sau đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra cũng nhịn không được nữa từng ngụm từng ngụm ăn cả một cái tiếp theo hắn trần chờ một chút lại ngụm nhỏ ngụm nhỏ đem cái thứ hai cũng ăn mặc dù bắp thịt còn đói nhưng hắn vẫn là đem cuối cùng nhất một cái bánh bao gói lên cẩn thận đặt ở da của mình trong túi tựa như để chân bảo rất nhanh sắc trời càng muộn thập hoang giả cũng lần lượt trở lại trong trướng bồng lôi đội cùng hôm qua đồng dạng đem kia túi ngủ đưa cho hắn trước khi đi nói một câu nói đưa ngươi hứa thanh ngẩng đầu nhìn lôi đội bỗng nhiên mở miệng tại sao cái gì tại sao ba cái màn thầu một cái túi ngủ à không có vì cái gì người nếu có tâm sau này cũng cho ta làm ăn chút gì chính là lôi đội quay người hướng lều vải đi đến người thích ăn cái gì ta lôi đội đứng tại lều vải bên cạnh nghĩ nghĩ xà đi đồ chơi kia cảm giác không tệ nói xong hắn đi vào lều vải hứa thanh cầm lấy túi ngủ nhìn lôi đội lều vải hồi lâu nặng nề gật đầu chui vào túi ngủ bên trong hai mắt nhắm nghiền nhưng hắn không có lập tức thiếp đi, mà là tại đang nhắm mắt yên lặng vận chuyển hải sơn quyết, cái này đã trở thành thói quen của hắn. Cho dù là tu hành lúc băng hàn vô cùng, nhưng hắn không có chút nào từ bỏ, nắm chắc hết thảy thời gian đi cố gắng tu luyện. Nhất là hôm nay lôi đội nói tới 15 tuổi trước chúc cơ, hắn mặc dù không có đi cùng hắn trong lời nói cái chủng loại kia thiên kiêu so sánh, nhưng đáy lòng cũng vẫn có một ít ý nghĩ. Ta năm nay 14, Hứa Thanh thì thào tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh năm ngày đi qua. Hứa Thanh theo những này thập hoang giả, vượt qua sơn lĩnh, đi qua thảo nguyên. Trên đường có ba người nửa đường rời đi, cái này cũng ấn chứng Hứa Thanh trước đó phán đoán, bọn hắn những người này là lâm thời tổ hợp lại với nhau cho đến ngày thứ bảy lúc hai cái cầm đao thập hoang già cũng rời đi sau tự chỉ còn lại có hứa thanh cùng lôi đội hai người đêm hôm ấy tại một ngọn núi dưới đống lửa bên cạnh lôi đội lão giả nhìn ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn xong màn thầu lại đem một nửa cẩn thận cất kỹ hứa thanh chậm rãi mở miệng tiểu hài trời sáng buổi trưa chúng ta liền có thể đến nơi muốn đến kia là ta cư trú địa phương là một cái thập hoang giả tụ tập doanh địa hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía lão giả lão giả nhìn nơi xa tiếp tục mở miệng thập hoang giả doanh địa thường thường đều là xây dựng ở cấm khu bên cạnh sở dĩ tại sơn phía bên kia doanh địa bên ngoài cũng là một chỗ cấm khu So sánh tại trước ngươi chỗ sơ thành cấm khu, nơi đó tồn tại đã lâu, trong đó chẳng những có hung thú, càng có hiểm địa, lại dị chất cực kỳ nồng đậm, người bình thường đi vào một ngày như không ra. Nhất định tử vong, liền xem như ta ở bên trong cũng nhiều nhất có thể chống đỡ 7 ngày, nhưng trong này đầy đủ thất diệp thảo, đây là một loại luyện chế bạch đan vật cần có bạch đan liền là tu sĩ dùng để hóa giải tự thân dị chất cơ sở đan dược sở dĩ ngày bình thường rất nhiều ngoại nhân tới đây bọn hắn tiếc mệnh lại chưa quen thuộc địa lý rất ít tự mình đi hái càng nhiều là tốn hao linh tệ để bản địa thập hoang giả đi vào ngắt lấy lão giả nói đến đây nhìn một chút hứa thanh người minh bạch ta ý tứ sao ý của ngươi là trong danh địa bản địa thập hoang giả đều là dân liều mạng vì tiền cái gì đều có thể làm hứa thanh nghe được bạch đan cùng hắn công hiệu sau nheo lại mắt suy tư sau nhẹ giọng mở miệng lôi đội lão giả trong mắt lộ ra kinh ngạc cười cười ngươi trả lời bộ phận chính xác ta phải nói cho ngươi chính là thập hoang giả doanh địa quy tắc liền là mạnh được yếu thua thực lực là hơn nhưng ít ra cũng là một cái cư trú chỗ còn có phiên chợ có sinh hoạt vật nhất định phải có mua bán chi địa thậm chí khi thì còn có thương đội tới sở dĩ trong đó ốc xá Mỗi một cái cũng đều có giá trị không nhỏ, cho nên mà không phải bất luận kẻ nào nói vào liền có thể vào, mỗi một một bộ mặt lạ hoác muốn thu hoạch được lưu lại quyền lợi đều cần kinh nghiệm một trận thú luyện mới có thể. Đây là doanh chủ quyết định quy củ, mà ngươi, giống như thành công thông qua ta có thể cho phép ngươi có thù lao ở tại ta nơi đó, lão giả nhìn Hứa Thanh, trầm chậm, chậm nói chuyện.